Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin sáng ngày 12 tháng 2 của Đài truyền Việt Nam. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 227 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa, vào chiều ngày hôm qua, lãnh đạo và đông đảo nhân dân tỉnh Bình Định cùng với du khách khắp nơi đã về dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ và tri ân công đức của ba anh em nhà Tây Sơn, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ, cùng các văn thần, võ tướng và nghĩa quân Tây Sơn tại Bảo tàng Quang Trung. Ngày 5 Tết Kỷ Dậu 1789, bằng lối đánh thần tốc và một thế trận hoàn hảo, kết hợp với mũi tấn công từ nhiều hướng, vua Quang Trung cùng với nghĩa quân Tây Sơn đã làm nên chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa. Chiến thắng Tết Kỷ Dậu 1789 đã ghi dấu son chói lọi trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc, thể hiện ý chí độc lập tự chủ của dân tộc ta được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Hôm nay là ngày 5 Tết tại thành phố Hồ Chí Minh. Tính tới ngày hôm qua thì giá các loại thực phẩm tươi sống ở các chợ siêu thị vẫn ổn định, không tăng so với thời điểm trước Tết. Tuy nhiên thì giá các mặt hàng như là rau củ quả thì tăng hơn gấp 2 lần so với ngày thường. Giá hàng hóa Hà Nội được đánh giá tiếp tục ổn định trong ngày 4 Tết. Các siêu thị và chợ truyền thống đã bắt đầu hoạt động sôi nổi hơn. Siêu thị tiêu dùng lớn đã bắt đầu mở cửa trở lại. Tại các chợ truyền thống, các chợ lớn đã họp trở lại và tiểu thương kinh doanh chủ yếu là các mặt hàng thịt tươi sống, rau củ quả và đồ cúng. Tại cả siêu thị và chợ truyền thống, lượng người mua hàng còn thấp do thực phẩm dự trữ vẫn còn, cũng như ngày 4 Tết, người dân thường đi chúc Tết, đi chơi và đi lễ. Giá bán các loại hoa quả và thịt gia súc, gia cầm cơ bản là đã giảm. Giá các loại rau củ quả vẫn ở mức cao hơn 1,5 đến 2 lần, thậm chí có loại tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Du lịch miền Trung đã có những tín hiệu khởi sắc ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới. Tết năm nay thì các tỉnh thành miền Trung thu hút lượng lớn du khách nội địa và quốc tế đến du xuân. Ngoài lượng khách nội địa gia tăng, năm nay lượng khách quốc tế đến với Đà Nẵng trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc cũng tăng đột biến. Chỉ tính riêng từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, Đà Nẵng đã đón gần 19.000 lượt khách. Riêng đường thủy đã đón gần 3.500 khách quốc tế. Năm nay thì do nghỉ Tết đến 9 ngày nên các công ty du lịch ở các tỉnh thành của miền Trung đã tung ra khá nhiều tour mới lạ. Bên cạnh đó thì các chương trình khuyến mại như là bốc thăm trúng thưởng, chiết khấu tiền mặt cho các tour đăng ký đã được nhiều công ty đưa ra. Riêng khu du lịch khu di sản Thừa Thiên Huế đã mở cửa miễn phí cho du khách Việt Nam đến tham quan. Hội An cũng không thu vé vào các khu tham quan công trình cổ. Thành phố Đà Nẵng cũng đã tung ra nhiều chương trình thu hút, hấp dẫn du khách trong 3 ngày xuân. Hiện nay thì các địa phương ở các tỉnh miền Trung cũng đang lên kế hoạch cho việc thu hút du khách sau Tết. Tin quốc tế, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa cho biết nhóm 17 quốc gia ủng hộ Syria đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và cung cấp viện trợ nhân đạo tại Syria nhằm tạo điều kiện cho nhân dân khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình tại nước này. Phát biểu sau cuộc gặp, thì Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết tại cuộc đàm phán hòa bình ở thành phố Munich của Đức, nhóm quốc tế ủng hộ Syria đã nhất trí thực thi một lệnh ngừng bắn tạm dừng các hoạt động thù địch trên toàn lãnh thổ Syria. Ngoài ra, thì các bên cũng đạt được thỏa thuận nhằm tăng cường viện trợ nhân đạo tại nước này. Theo ông Kerry, lệnh ngừng bắn tạm thời này sẽ được thực thi trong vòng một tuần nữa. Bên cạnh đó, thì các bên cũng nhất trí rằng cuộc đàm phán hòa bình về Syria ở Geneva cần được nối lại càng sớm càng tốt. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết lệnh ngừng bắn nói trên không áp dụng đối với các nhóm thánh chiến như nhà nước Hồi giáo tự xưng IS hay là mặt trận Anusa và các hoạt động quân sự chống lại những các nhóm phiến quân này sẽ vẫn được tiến hành. Tổng thống Pháp François Hollande ngày hôm qua đã bổ nhiệm ông Jean-Marc Ayrault làm ngoại trưởng của nước này thay cho ông Laurent Fabius. Ông Ayrault, 66 tuổi, từng là thủ tướng của Pháp trong 2 năm đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Hollande, từ tháng 5 năm 2012 đến hết tháng 4 năm 2014. Trước đó, thì hôm 10 tháng 2 vừa qua, ông Laurent Fabius đã tuyên bố từ chức ngoại trưởng Pháp và được bổ nhiệm giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp. Đây là động thái của Tổng thống Pháp François Hollande nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2017. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hôm nay đã quyết định triển khai các tàu quân sự tới biển Aegean để giúp cho Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp truy quét các mạng lưới tội phạm buôn người tị nạn và di cư vào châu Âu. Đây là động thái đánh dấu sự can thiệp lần đầu tiên của Liên minh quân sự vào cuộc khủng hoảng người di cư. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc họp khẩn cấp giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng NATO tại Bruxelles của Bỉ sau khi các thành viên NATO là Đức, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị hỗ trợ để đối phó với cuộc khủng hoảng người di cư lớn nhất của châu Âu kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai và hơn 1 triệu người di cư tới châu Âu hồi năm ngoái. Theo đó, NATO sẽ triển khai các tàu chiến tới biển Aegean để phối hợp với lực lượng chức năng trong khu vực, kiểm tra và giám sát các hoạt động tàu thuyền bất hợp pháp.
hoạt động của Hải quân NATO không phải để ngăn cản hay xua đuổi thuyền chở người tị nạn, mà để đóng góp những thông tin tình báo quan trọng trong việc chống lại các mạng lưới xã hội và buôn người. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần điểm tin của chúng tôi. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.